Chào cậu. Chào. Ơ, thế ba lô của cậu đâu? À, tại vì mẹ tớ chưa có tiền mua ba lô cho tớ nên là bảo tớ cầm cái túi đi học tạm trước ấy. Đúng là cái đồ nhà nghèo. Wow, cậu có hộp bút đẹp thế. Tất nhiên, hơi bị đắt tiền đấy. Lại còn không có hộp bút nữa. Ơ, à, hình như đây là hamburger đúng không? Đúng vậy, hamburger mà chả lẽ cậu không biết luôn. Tôi có nghe nói rồi nhưng mà tôi chưa thử ăn bao giờ luôn ấy. Trời ơi, hamburger mà chưa bao giờ được ăn. Đúng là cái đồ quê mùa. Thế cậu có cái gì ăn sáng? À, mẹ tới mua cho tới một ổ bánh mì truyền thống rất là ngon luôn. Bánh mì truyền thống thì có cái gì mà ngon? Dai như là nhai rơm. Cậu không ăn được à? Không, cậu tính cho tớ một miếng đúng không? Sau đó đổi lại cái hamburger này đúng không? Còn lâu. Tự nhiên quên. Cho cậu một nửa này. Không, cậu ăn nửa này không? Nhưng mà cái đấy tớ ăn vào rồi mà. Nhưng cái này là miếng to. Không thì quá đói thì sao mà tớ ăn cái này được. Dai như là nhai rơm. Cũng ngon mà. Ngon đấy mà ngon. Thấy xe của tớ không? Xe mới đấy. Xe đẹp thế. Đẹp không? Cậu làm cái gì vậy? Tại sao cậu lại động vào xe của tớ? Cậu có biết xe này mắc tiền lắm không? Cậu động vào làm xước thì lấy gì mà đen? Tớ xem một tí thôi mà. Xe này là để cậu ngắm, không phải là để cậu sờ vào, hiểu chưa? Xem nào. Cậu đừng có làm hỏng gì của tớ nữa. Xin làm ơi. Bây giờ phải làm sao, muộn học mất thôi. Tớ phải đến trường sớm, muộn học có phạt đó. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ cậu cứ đi đến trường trước đi. Để tớ sửa xe cho. Cậu đừng có sửa, cậu phải khiêng nó đến trường cho tớ. Thôi được rồi, để tớ khiêng đến trường cho. Cậu nhanh nhanh đi, đến lớp đi, không muộn học bây giờ.
Ơ, à, cậu đang làm gì vậy? Không phải việc của cậu. Hình như là thiệp sinh nhật à? Sắp tới là sinh nhật của cậu sao? Thì sao? Nhưng mà tớ sẽ không mời cậu đâu. Bởi vì những người như cậu đến thì chỉ có ăn hết bánh kẹo của tớ mà còn không có quà nữa. Hơn nữa năm nay bố mẹ tớ làm tiệc sinh nhật cho tớ ở một nhà hàng sang trọng cơ. Wow! Cậu thích thật đấy nhở? Đáng thương quá đi. Ngày sinh nhật mà chẳng có bạn bè nào tới dự. Ơ, à, nhưng mà đừng lo, cậu có tớ rồi này. Cậu đi làm gì được? Thì tớ cũng đã chuẩn bị sẵn phần quà cho cậu. Cậu có quà cho tớ luôn á? Đúng rồi, tớ định là ngày mai đến lớp sẽ tặng cho cậu. Nhưng mà hôm nay gặp cậu ở đây rồi tớ tặng luôn. Đây này, tớ tặng cậu. Đây là quà à? Quà chỉ có một cái kẹo mút như thế này mà cậu bảo tớ lấy á? Ở đây nhỉ? Tớ là nhân viên mới ở trong công ty này đấy. Phải có quen biết thì tớ mới xin được vào đây. Công nhận tớ giỏi thật. Mà sao cậu lại ngồi vào ghế của giám đốc? Thì tớ thích thế. Đằng nào giám đốc cũng không có ở đây cơ mà. Thực ra thì tớ là giám đốc công ty này. Nếu mà cậu là giám đốc thì không phải tớ sẽ là đây chính là danh thiếp của tớ. Hòa báo giám đốc. Oh no. Và kể từ bây giờ cậu chính thức bị đuổi việc. Công ty này thực sự là không cần đến bạn.